À, xin trân trọng kính chào quý khán giả đến với chương trình Người Việt Channel. Và thưa quý khán giả, hôm nay là thứ bảy ngày mùng 1 tháng 4 năm 2023. Xin chào anh Đặng Quốc Việt. Vâng, kính chào anh Hoàng Bách và kính chào tất cả các khán thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Vâng, thời gian đi qua nhanh quá anh Việt. Mới đây đó mà chúng ta bước vào đầu tháng 4 rồi. Tức là nếu mà nói cái ngày mà Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam tính đến nay là đã 48 năm rồi. 49 năm. Bước qua như là nửa thế kỷ rồi, anh thấy không? Một một đời người đi qua rất là nhanh. Và ngày hôm nay ngày mùng 1 đó thì không biết người ta có tin là những điều gì anh em mình nói không. Bởi vì mùng 1 tháng 4 là ngày cá tháng 4. Tức là cá tháng 4 là sao? Thưa quý vị, thường thường cái ngày này là họ nói những cái chuyện mà không thể tin được, chuyện có nó không, không nó có. Thành không biết là mong quý vị là chúng tôi nói thật chứ không phải là cá tháng tư, thành quý vị tin tưởng. Cái thưa quý vị là cái chủ đề ngày hôm nay đó là chúng tôi với anh Đặng Quốc Việt thảo luận thì cái tình hình mà ở nước Mỹ trong những ngày vừa qua thì quý vị biết rồi. Sau khi mà đại bầu thẩm đoàn quyết định là truy tố cựu tổng thống Donald Trump đó, thì thứ ba tuần này đó thì tổng ông Donald Trump mới xuất hiện, thì chúng ta phải chờ xem như thế nào bởi vì cái kết quả nó như vậy. Nhưng mà ở trong đó là truy tố nghe nói là trên 34 tội, chúng chưa biết tội gì. Ngày thứ ba đó thì họ mới dỡ hồ sơ ra, họ coi những cái điều gì mà đại bầu thẩm đoàn gửi đấy thì chúng ta mới biết thêm chi tiết. Vậy thì cái phản ứng của những người Việt và phía của ông Trump ra sao? Thì tương đối là cũng êm ắng chứ cũng không có gì là quá khích. Hiện tại đấy thì ở bên New York họ đề phòng một cách rất là cẩn trọng. Riêng cảnh sát của New York là 36.000 và có vào khoảng 16.000 nghĩa là an ninh chìm á, tức là mặc đồ dân sự đó. Thì với thành phố New York nó khó biểu tình lớn lắm anh Việt, là vì thành phố nó chặt, nó không có rộng rãi như ở DC hay các nơi khác, thành có cái quảng trường đó người ta có thể tập trung nhiều người, mà ở New York thì nó nhỏ và họ kiểm soát cũng khá, nếu mà anh có những cái gì họ kiểm soát rất là dễ dàng, cho nên mình nghĩ rằng cái tình hình tự nhiên nó sẽ nhẹ xuống, nó không đến nỗi nào. Và vấn đề là cái tội và ông Donald Trump thì đám những tốn luật sư của ông cho biết là ông sẽ về vào thứ hai ở New York và thứ ba thì ông trình diện, bởi vì cái điều đó là điều tốt. Bởi vì sao? Khi mà ông tới trình diện đó thì sau khi làm những cái thủ tục căn bản đó thì có lẽ họ cũng kín đáo, họ không để hình ảnh nó lộ liễu ra bên ngoài. Bởi vì sao? Họ cũng giữ cái tư thế, cái uy tín cho một ông cựu tổng thống, là cái điều thứ nhất. Sau đó đó thì nếu ông không về thì cái điều gì xảy ra? Thật sự thì với cái nhìn của tôi là không biết anh Việt nghĩ sao, ông sẽ về, bởi vì không về đó thì sẽ bị truy tố. Mà truy tố thì thống đốc cũng như là FBI ở đó họ gửi một cái văn thư tới thống đốc ở Florida và từ đó họ xin phép. Có thể ông Ron DeSantis ông không chấp nhận, ông không cho dẫn độ, thì cái chuyện nó phiền toái là ông Trump ông đi vận động tranh cử không được, anh ông ra khỏi tiểu bang là họ sẽ hốt ông. Vì vậy cho nên tốt nhất là ông về trình diện, rồi sau đó ông muốn đi vận động tài chánh tiểu bang này tiểu bang kia ha đi, cho nên cái điểm này đó là cái điểm tế nhị. Người ta nói ông không không về, ông không về cái kịch bản mà không về đó thì có hại cho ông, bởi vì ông sẽ đi ra khỏi tiểu bang ở trong Florida đó thì ông thống đốc không dẫn độ thì cái tình trạng nó sẽ kéo dài lâu, thay vì có thể 1 2 ngày, 1 2 tuần, có thể kéo dài đâu 3 tháng, nhưng mà ông đi đâu cũng không được hết. Ông đi vận động là được ra khỏi tiểu bang, mà cái tiểu bang đó của dân chủ hay tiểu bang đó họ FBI họ có thể giữ được, vân vân và vân vân. Thành cái kịch bản thứ thứ nhất á, là ông sẽ về trình diện và sau đó ông trở lại bình thường. Còn nói là cái tội đó thì còn vấn đề chống án nữa anh Việt, chống án lên tới tối cao pháp viện nó cũng kéo dài lắm, đâu 3 năm chứ không phải có liền. Cho nên có một người nói là, có người đặt câu hỏi cái là trước khi mình thảo luận chương trình hỏi với anh Việt đó, họ nói là khi mà cái tội như vậy thì cái làn sóng của những người ủng hộ ông Trump đó, ông tạo được cái thế hơn và ông dễ là sẽ thắng cử hơn. Anh nghĩ sao về vấn đề này trước khi mình đi về chi tiết? Mình theo dõi những cuộc vận động của ông Trump vào 2016 đó, thì phải nói ông này có một cái biệt tài khai thác những cái tin tức bất lợi cho ông.
trên các cái diễn đàn, đặc biệt là trên hệ thống truyền thông Hoa Kỳ. Cái hồi đó ông nhớ là ông là cái người mà chi ra số tiền mà vận động cho các đài rất ít, nhưng mà lại là người xuất hiện nhiều trên các đài. Thì Đúng. cái này là cái ông này là ông có cái biệt tài đó. Thì cái thật sự ra thì chắc chắn ông sẽ về thôi, tại vì vấn đề này không đơn giản đâu. Nếu ông mà không chỉ là không ra xuất hiện trước tòa thì cái điều đó nó vi phạm rất là nhiều vấn đề, mà có thể nó có lệnh truy nã nữa, chứ không còn là cái khởi tố đâu. Thành ra tôi nghĩ ông về. Hơn nữa ông vẫn đang còn vận động ra tranh cử tổng thống, thành ra không già gì mà khóa mình ở trong nhà như vậy đi đâu không được. Cũng giống như Putin bây giờ muốn muốn đi ra các quốc gia khác cũng rất là e ngại. Thì tôi nghĩ ông sẽ ra về. Nhưng mà cái điều mà mình muốn nói là ông này có biệt tài, ông khai thác cái chuyện này rất là đặc biệt. Và còn lại đó, đây là một cái trang sử đặc biệt của Hoa Kỳ trong mấy trăm năm mà một cựu tổng thống bị truy tố, thì đây là một sự đặc biệt. Và tôi nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến cái tiến trình ông ra tranh cử, đặc biệt trong nội bộ đảng. Thì cái điều này có thể nó sẽ giúp cho cái đảng Cộng hòa giải quyết nó tương đối dễ hơn, tại vì dù muốn dù không cái tỷ lệ ủng hộ của ông ở trong đảng Cộng hòa nó vẫn cao hơn tất cả những ông khác. Và với cái sự kiện này đó thì có thể giúp đảng Cộng hòa có thể đưa người khác thay thế ông Donald Trump. Thì cái điều mình chờ đợi thôi, nhưng mà đó là cái nhìn của mình về cái sự kiện này. Chúng tôi cũng đồng ý với anh Việt á, đây là nhân cái cơ hội này. Chúng ta biết là Đảng Cộng Hòa họ có nhiều nhân vật cũng có tiềm năng mà họ không dám lên tiếng, bởi vì lên tiếng rất là nhẹ, mà không lên tiếng cũng không được, mà lên tiếng cũng được. Cho nên quý vị đừng có nghe là những người lên tiếng đó là họ ủng hộ hoặc là họ chống đối, không phải. Thật sự ví dụ như Ron DeSantis, Hammer Ben, Pompeo hay là Nikki Haley đó, những người này đó họ không muốn ông Trump ra ứng cử đâu. Lý do nhưng mà họ đả kích thì họ không dám đả kích, bởi vì ông Trump ông sẽ dùng những cái phương tiện ông tấn công lại, cho nên họ rất là ngại. Vì vậy nó theo cái chiều hướng, vì ông Ron DeSantis nó không dẫn độ để cho ông Donald Trump ông vui, nhưng mà thực tế họ cũng muốn ông ra đi, bởi vì nếu không á thì ông sẽ cản được. Cho nên cái điều này ông có cái vấn đề, anh biết là 3 ngày hôm trước mà khi ông nói ông tuyên bố mà ông đi vận động là ông được 1,5 triệu mỗi ngày, như vậy là 500.000 đô la. Anh biết trong vòng 24 ngày vừa rồi đó ông được gần hình như là mấy triệu á, ông Hai thu được. triệu rưỡi À, anh thấy ông có nghĩa là gây quỹ, mà rồi có nhiều người cũng kêu ủng hộ, nhưng mà cái làn sóng ủng hộ anh Việt biết đó nó sẽ giảm xuống rất là nhanh. Bởi vì ngay trong đảng Cộng hòa họ thăm dò đó, họ nói ông họ cũng không muốn ông ra nữa. Bởi vì sao? Bởi vì cũng lớn tuổi rồi. Họ cũng muốn như cái trang sử mà nó qua rồi đó, thì khép lại chứ có ít khi mà dở trở lại lắm nha. Mà ổng á là một, anh nói về đúng á, là lần đầu tiên trong lịch sử của Hoa Kỳ có một vị cựu tổng thống bị truy tố. Ở trước đây cũng có, nhưng mà rồi ví dụ như tổng thống Nixon họ đề nghị nếu mà không thì truy tố thì ổng từ chức, thì đây là nó khác. Và hơn nữa là một người ra ra ứng cử mà tới 3 lần cũng là một điểm lạ những cái vị tổng thống cận đại. Nhưng mà thôi mình sẽ khép lại ở đây. Nhưng mà muốn nói để quý khán giả thấy đó là cái vấn đề nước Mỹ nó như vậy đó, nhưng mà cái hệ thống dân chủ nó sẽ vượt qua những cái khó khăn, có những đi trên đường đi có những cái trở ngại thì nó sẽ vượt qua. À, đồng ý là hiện tại khó khăn, ví dụ như là cái tỷ lệ mà sắp xếp nước Mỹ là trong cái nền dân chủ đó thì nước Mỹ đứng tới 30 mấy lần chứ không phải đứng số 1 như người ta tưởng. À, vì vậy sau cái vụ mà bạo loạn ngày 6 tháng 1, cái nền dân chủ của Mỹ nó đang bị thách thức. Và chính những cái thách thức á, thì cái đó cái điều lệ của luật họ sẽ sửa đổi để cho nó phù hợp. Và chúng ta bây giờ khép lại, bây giờ thưa thưa anh Đặng Quốc Việt, một cái hiện tượng hay là một cái sự kiện nó rất là lạ. Nói tới Đài Loan thì có cái tỷ lệ dân số khoảng 23, 24 triệu dân. Nhưng mà bây giờ cùng một lúc đó chúng ta biết là bà Thái Anh Văn đi thăm các nước ở Nam Mỹ, và sau khi thăm thì bà có ghé quá cảnh ở New York trước khi đi thăm,
Và sau khi đi tham xong đó, Guantanamo rồi bà trở lại đó, thì bà sẽ ghé ở Lod và bà thấy anh rằng có thể gặp ông chủ tịch quốc hội của Hoa Kỳ, tức là ông Kevin McCarthy. À, trong khi đó, đó ông Mã Anh Cửu đó thì lại đi Trung Quốc. À, ông đi Trung Quốc đó, ông thăm cái đền của ông Trung Sơn, tức là ở Nam Kinh, tức là ông này là của Quốc dân đảng rồi. À, thì lát nữa mình sẽ phân tích. Thì cùng một lúc anh hỏi với anh Việt là cùng một lúc lãnh đạo, dù là hiện tại là bà Thái Anh Văn làm tổng thống, nhưng mà ông Mã Anh Cửu là cựu tổng thống lại đi Trung Quốc để ve vãn với Trung Quốc, một người đi Tây Phương, một người đi ở Trung Quốc. Tại sao có sự kiện này? Mời anh. À, thưa anh thì đây là một cái sự kiện khá đặc biệt mà Trung Quốc cũng đang chờ đợi những cái diễn biến như vậy. À, chúng ta biết là Trung Quốc đã chờ đợi mấy chục năm rồi mà cái khuynh hướng bảo là sẽ tấn công Đài Loan đó, thì nếu mà có một giải pháp khác đó, thì chắc chắn Trung Quốc không tấn công Đài Loan đâu, tại vì hậu quả của tấn công Đài Loan nó khá nặng đối với Trung Quốc. Thành ra cái giải pháp mà chính trị nó vẫn là giải pháp hay nhất đối với Trung Quốc. À, chúng ta cũng không quên là ngày 7 tháng 11 năm 2015 đó, thì tại Singapore ông Mã Anh Cửu này đã bắt tay Tập Cận Bình. Đó là một biến cố, người ta bảo biến cố lịch sử. Ông một tổng thống của Trung Hoa Dân Quốc bắt tay với một cái chủ tịch nhà nước của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Lúc đó mà anh cử sắp về, về tức là hết cái nhiệm kỳ, gần hết chốt nhiệm Đúng rồi, kỳ. ông còn là tổng thống và sau cái bắt tay đó 2 tháng sau thì ông đã thua, đảng của ông đã thua và lọt cái tổng thống và Thái Anh Văn. Thì đây là một sự kiện khá đặc biệt. Và lần này ông đã đi đó với tính cách là một cựu tổng thống, nhưng mà thực tế ra thì nó có ngầm có những cái message ở phía sau đó. Mặc dù ông đã tới Trung Quốc kỳ này thì cái mức độ mà đón tiếp ông nó giảm, nó hạ xuống ở cái cấp ở thành phố và chỉ làm phó chủ tịch thôi, nên quan hệ đến vấn đề mà đảo Đài Loan của họ thôi. Thế nhưng ông này cũng lại làm nên một cái trang sử khác nữa trong cái bối cảnh mà xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang ở căng thẳng. Và Đài Loan là một cái điểm nóng. Chúng ta nhớ là mới đây ngày hôm qua kỳ ra thì Trung Quốc đã đem máy bay cũng như là xâm nhập vào là cái vùng Nha Không Trang bằng Hồng Không. Đó thì một cái gian gian mặt đối với bà Thái Anh Văn khi bà Thái Anh Văn quá cảnh qua Hoa Kỳ. Có cái điều á, khi mà chúng ta nói đến ông Mã Anh Cửu đi Trung Quốc thì chúng ta sẽ phân tích cái mục tiêu của ông đi như thế nào và Trung Quốc chờ đợi cái gì đó, thì tôi lại cũng quay qua cái hướng đi đông của bà Thái Anh Văn. Tại sao bà Thái Anh Văn và Đài Loan lại đề nghị ông chủ tịch Quốc hội McCarthy là không tới đài thăm Đài Loan như cái dự trù của ông ta, mà bà sẽ gặp ông ở tại Cali, đề nghị như vậy? Đây là một cái sự mà tính toán, tại vì Đài Loan vẫn chờ đợi sự hỗ trợ rất mạnh mẽ của Hoa Kỳ, và đặc biệt là cái sự qua lại giữa cái giới chức cao cấp tới Đài Loan, chẳng hạn như bà Nancy Pelosi, chủ tịch Quốc hội trước đã tới, hoặc là những phái đoàn của Quốc hội Hoa Kỳ hoặc Âu Châu, hoặc là nó gia tăng cái vị thế. Mà tại sao bà lại không muốn? Thì đây cũng là cái vấn đề tôi muốn đặt ra đối với anh Mách, là tại sao như vậy trong cái bối cảnh hiện giờ, một người đi đông một người đi tây, và cho cái mục tiêu gì, và nó sẽ xảy ra như thế nào trong cái cuộc bầu cử sắp tới vào ngày 13 tháng 1 2014 của bầu lại tổng thống Đài Loan từ anh. Dạ vâng, trước khi phân tích thì bây giờ thì anh em mình sẽ mổ xẻ cái vấn đề thứ nhất là ông Mã Anh Cửu. Cái khuynh hướng tại sao ông Mã Anh Cửu lại đi ngược chiều với bà Thái Anh Văn, để cho quý vị thấy cái môi trường ở ở ở Đài Loan đó.
thì có hai cái đoạn chính là đoạn dân tiến và đoạn quốc dân đảng. Quốc dân đảng hiện tại là ông Mã Anh Cửu, là mặc dù là cựu tổng thống, ổng là người cũng như là thủ lãnh của cái đảng này. Cái dấu hiệu mà ông đi Trung Quốc á, là ông muốn dùng cái hòa quảng của Trung Quốc, hay nói cách khác là có thể con cờ của Trung Quốc nữa. Những người quốc dân đảng bây giờ anh phải, xin anh mổ xẻ thêm đó, khi mà năm 1949 khi mà ông Trưởng Giới Thạch thua Mao Trạch Đông thì ông chạy ra Đài Loan, tức là ông vẫn duy trì là một quốc gia, Trung Quốc và Đài Loan là một quốc gia, để chi ông nghĩ rằng ông sẽ thôn tính ở lãnh thổ Đài Loan, cho nên ông nuôi dưỡng. Và cái lập trường của quốc dân đảng lúc bây giờ là tiếp sau này ông Trưởng Giới Thạch rồi Trưởng Kinh Quốc, lập trường của họ là chống với Trung Cộng. Bây giờ đặt với anh là tại sao quốc dân đảng là từ cái tiền đề đó là một người lãnh tụ chống lại cộng sản mà bây giờ là bắt tay với cộng sản. Cái hình ảnh bắt tay hay không đó thì anh thấy rất là rõ đó, ông đã gặp ông Tập Cận Bình cuối nhiệm kỳ ở Singapore như anh vừa thưa, rồi bây giờ ông đi Trung Quốc, mặc dù ông giả dạng đi Trung Quốc là nó không gặp lãnh đạo của Trung Quốc nhưng mà ông gặp ngầm, làm sao anh biết được? Có nhiều cái cách mà họ gặp không biết. Ông qua đây ông thăm cái ngôi đền của ông Trung Sơn ở Nam Kinh. Ông Trung Sơn là lãnh đạo của quốc dân đảng đầu tiên, của là coi như là một cha đẻ ra quốc dân đảng. Thì khi mà ông tới thăm như vậy, tức là ông nhắc nhở cái lịch sử hay là tại sao có cái quốc dân đảng họ chống lại độc tài. Thì bây giờ anh phân tích chỗ đó tại sao ông đi như vậy, và mình từ đó đó mình mới qua bà Thái Anh Văn, tức là hai lập trường trái ngược. Anh biết quốc dân đảng đó, là những người quốc dân đảng họ cũng đầu tư ở bên Trung Quốc rất là nhiều, cho nên cái vấn đề làm ăn tiền tiền và tiền, anh nhớ cái điều đó. Cái chính nghĩa họ đã bỏ, bởi vì cũng một số người quốc gia của mình chạy qua bên này đi tị nạn nhưng mà cũng vì tiền rồi về làm ăn hay là hợp tác hay là lỡ dở, như một số người đó mình ở đây mình không nêu tay nhưng mà cũng biết nhân danh cái chiêu bài chống cảm mà là hợp tác. Thì bây giờ quốc dân đảng ông Mã Anh Cửu đó, với cái nhìn của anh như thế nào? Thưa anh, thì như anh vừa nói là ông Trưởng Giới Thạch bởi vì thua Cộng sản Trung Quốc năm 1949 mới chạy ra Đài Loan. Và sau đó chúng ta còn nhớ là nó có một cuộc thảm sát ở tại Đài Loan khi mà dân Đài Loan chống lại Trưởng Giới Thạch. Một cuộc thảm sát khá cũng khá bi thảm. Đúng rồi, Và dạ. khóc như vậy đó, tức là quốc dân đảng nói gốc nó là ở lục địa và những con người đó và khuynh hướng đó nằm ở tại lục địa và họ vẫn mong đợi hy vọng một ngày trở về lục địa, thì là họ chỉ mong muốn làm thế nào vẫn giữ cái nguyên trạng, không muốn Đài Loan tuyên bố độc lập, tại vì độc lập sẽ là một quốc gia khác và cái ước mong của anh muốn trở về, mặc dù bây giờ thật sự ra khả năng mà trở về đó nó thấp lắm rồi, Nó không có nó nữa. sẽ nó không là một cái ảo tưởng chứ không có hy vọng gì cả. Thế nhưng họ vẫn giữ cái mong đó, và vì vậy chúng ta thấy cái quan điểm về vấn đề đối ngoại của họ nó vẫn hướng về lục địa, như anh nói khá anh thêm nữa là chính họ cũng muốn đặt cái quyền lợi kinh tài kinh tế của họ lên trên để mà họ làm ăn. Và thật sự ra là họ đã làm ăn với lục địa rất là nhiều trong thời kỳ mà của quốc dân đảng mà nắm quyền ở tại Đài Loan. Thì đó là cái lý do tại sao ông Mã Thính Mã Anh Cửu lại đi, mặc dù bây giờ cái người chủ tịch của quốc dân đảng hiện giờ là ông Chu Lập Luân. Thì cái chuyến đi của ông này của ông Mã Anh Cửu nó là có thể người ta nghĩ rằng nó là chuẩn bị cho cái việc mà bầu cử tổng thống vào tháng 1 2024 sắp tới đây. Thì đây là cái điều mà người ta suy luận. Thế nhưng mà nếu mà ông Mã Anh Cửu nghĩ rằng sự căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc và sự đe dọa chiến tranh giữa Đài Loan và Trung Quốc nó làm cho dân Đài Loan có những cái thay đổi á, thì có lẽ ông sẽ đánh giá sai. Bởi vì ngay cả ông chủ tịch đảng quốc dân đảng ông cũng nhìn cái chuyến đi này của ông Mai Kiều một cách rất là tiêu cực, không ủng hộ, và đặc biệt là
là ngay cả trong Trung 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 Quốc á, lục địa đó, thì họ vẫn nhìn cái với cái đảng Quốc dân đảng như là một cái đảng không còn cái tư thế, thành ra họ cũng coi thường cái sự mà tiếp đón ông Mã Anh Kiểu. Ông là phó tổng thống, là tổng thống, cựu tổng thống. Trước đây chúng ta thấy nhớ là có ông phó tổng thống cũng đã tới Trung Quốc và được đón tiếp long trọng hơn, và ông là cựu tổng thống mà lại cái cấp độ giảm xuống, thì người ta thấy rõ là Trung Quốc coi thường cái Việt Nam, đảng quốc gia đảng của Mã Anh Kiểu. Và cái thứ hai đó là nếu ông để ý đến một cái thống kê mà của cái hội đồng các vấn đề đại lục đó, thì họ công bố vào ngày 23 tháng 3, tức là trước cái chuyến đi của ông Mã Anh Kiểu tới lục địa đó, thì có 83,7% người được hỏi có đồng ý với việc nối lại tương tác với có trật tự giữa hai eo biển sau có bệnh dịch hay không đó, thì họ không muốn. Thứ hai là 88,9% đó là mối quan hệ giữa hai bờ đấy, thì người tham dự họ có khuynh hướng là phải duy trì giống trong hiện tại chứ không có thay đổi. Và có tới 83,6% là không tán thành vấn đề một quốc gia hai thể chế, và 84,3% là không đồng ý với Trung Quốc trong cái việc mà thường xuyên lôi kéo các quốc gia có quan hệ ngoại giao với Đài Loan, chẳng hạn như Honduras kỳ vừa rồi là bỏ Đài Loan và đi với Trung Quốc, tức là người Đài Loan họ chống ở cái chuyện đó, họ không chấp nhận cái hành động như vậy của Trung Quốc. Thì rõ ràng trong cái bối cảnh mà cái người dân Trung Đài Loan đang nghĩ như thế nào đối với Cộng sản Trung Quốc, thì ông Mã Anh Kiểu đi kỳ này đó chưa chắc đã là điều thuận lợi cho cái đảng Quốc dân đảng để mà có thể chiến thắng vào cái cuộc bầu cử ngày 13 tháng 1 năm 2024 sắp tới đây. Thì đó là một số những cái con số mà tôi đưa ra để mà thấy được cái bối cảnh hiện giờ, liệu cái chuyến đi Mã Anh Kiểu trong cái mục tiêu để có thể hài hòa với Trung Quốc, để mà làm thế nào nắm được lại chính quyền ở tại Đài Loan, thưa anh Bách. À, chúng tôi muốn đào sâu cái điểm này thật sự đó, đánh giá Trung Quốc trong cảm đó mà đánh giá như kiểu ông Mã Anh Kiểu là hoàn toàn sai lầm, là ảo tưởng. Bởi vì một Trung Cộng đó nó chỉ có chấp nhận một đảng cộng sản thôi, làm sao mà cái đảng của ông mà có thể tới để mà có thể ảnh hưởng được. À, nhưng mà anh nói là Trung Cộng là sao? Trung Cộng á, họ không, họ dùng tiền, dùng đủ cách để mà ảnh hưởng tới Đài Loan. Do đó Mã Anh Cửu là có thể nói một cách nôm na, nói một cách mà có thể cầm chắc đó, mình không có dữ kiện nhưng mà nói chắc đó, là anh bị mua chuộc. Bởi vì khi ông Mã Anh Cửu mà đi cái điều này, ông đã phản bội lại cái đề cương của đảng của ông Trưởng Giai Thạch. Ông đi tới tham đền Trung Sơn ở Nam Kinh á, ông tham để mà giả dạng thôi. Cái điều ông phản bội lại với cái người mà sáng lập ra quốc dân đảng là mình thấy rõ ràng rồi. Anh đã bưng bô cho Trung Trung Cảm rồi. À, cái điều đó rất là rõ. Bởi vì sao? Sau khi mà Trung Cảm mở cửa đó thì Đài Loan đầu tư vào ở Trung Cấp rất là nhiều, và trong đó có quốc dân đảng. Cho nên anh thấy là khi mà cái sau khi mà hết nhiệm kỳ của ông Mã Anh Cửu đó, thì bà Thái Anh Văn thắng mà thắng lớn đó, là vì sao? Là vì có cái khuynh hướng hòa hoãn với Trung Cảm. Họ đưa ra cái chiêu bài là hòa hoãn, họ không muốn là Trung Đài Loan đó, là bị Trung Cảm dùng vũ lực để tấn công rồi làm khó khăn, bây giờ không muốn chiến tranh, cho nên đó là cái chiêu bài. Anh nghĩ sao? Tôi nghĩ đó là cái chiêu bài. Bởi vì sao? Người Đài Loan, người dân họ bình thường họ sợ, nhưng mà anh đó là đi, anh đi móc nối, anh bị mua chuộc, anh bị lũng đoạn. Bây giờ anh nói là Trung Trung Cảm đó, họ sẵn sàng chi tiền cho tất cả các khoa học gia, các những ở trên thế giới này, kể cả Mỹ. Anh nhớ là cách đây chừng mấy năm đó, anh em mình có nói chuyện đó, một giáo sư đại học ở Harvard đó mà học trò là người Trung Quốc, họ mời ông thầy đó tới, họ mua vé rồi tới ở có khách sạn, có
họ tới họ ăn chơi để họ mua chuộc, và cuối cùng ông đó là gì, ông cung cấp những cái bí mật về công nghệ, những cái bí mật về 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 khoa học cho Trung Cộng. Và bây giờ rất là nhiều, cho nên Trung Cộng họ sẵn sàng họ bỏ tiền ra để họ mua. À thì ông Mã Anh Cửu cũng không ngoại lệ, nhưng mà cái điều mình khẳng định Mã Anh Cửu đã phản bội lại với cái người sáng lập ra quân dân đảng à, ở Đài Loan. Mình nói rõ về cái điều thứ hai là ông Mã Anh Cửu bị mua chuộc, đưa ra cái chiêu bài là muốn hòa hoãn để không muốn chiến tranh, chỉ là một cái chiêu bài. Bây giờ thì có lẽ mình khép lại ở đây để mình đi qua bên bà Thái Anh Văn. Anh Việt hồi nãy có nêu lên cái vấn đề bà Thái Anh Văn sẽ gặp ông Kevin McCarthy tại ở Lod vào tháng 8 năm 2022, thì bà Nancy Pelosi là chủ tịch quốc hội đã đi thăm Đài Loan. Và chính vì cái điểm này mà Trung Cộng nổi giận, cho nên Trung Cộng đã dùng máy bay rồi tuần duyên làm khó khăn, đe dọa tập trận xung quanh kéo dài cả hàng tháng trời. Thì bây giờ ông Kevin McCarthy đó cũng gặp bà Thái Anh Văn, nhưng mà không phải gặp là đi tới nơi, đi tới lãnh thổ của Đài Loan để mà thăm, nhưng mà gặp trên lãnh thổ của Hoa Kỳ. Bây giờ xin anh phân tích là tại sao chọn cái giải pháp này. Không được, ông hứa là ông sẽ đi tới Đài Loan, nhưng mà bây giờ ông chọn cái kịch bản nó nhẹ nhàng hơn, mà có lẽ bà Thái Anh Văn cũng chọn như vậy để nó giảm cái cường độ đe dọa hay cường độ hung hăng của Trung Cộng. Anh phân tích cái điểm này như thế nào? Cái điều anh nói rất đúng thôi, là tại vì khi một cái nhân vật mà có thể nói là số 2, số 3, ông chủ tịch quốc hội là cái người có thể lên tổng thống, nếu tổng thống Hoa Kỳ có gặp trở ngại, hoặc rồi cái người kế nhiệm là phó tổng thống, và cái người thứ ba là chủ tịch quốc hội, và cái khả năng chủ tịch quốc hội lên làm tổng thống nó ra cả. Và với một cái vai trò là chủ tịch quốc hội như vậy mà đặt chân tới đặt chân tới đảo Đài Loan thì nó mang một ý nghĩa khác hoàn toàn. Cái sự kiện mà gặp ở tại đất Mỹ thì trong các chuyến đi của bà Thái Anh Văn trước đây thì bà cũng đã thường gặp các dân biểu, có khác hơn đó là lần này là có gặp thêm cái cấp cao hơn là chủ tịch quốc hội, nhưng mà nó không tạo một cái dấu ấn để cho xác định cái vai trò, cái vị thế của Đài Loan đối với Trung Quốc như thế nào. Và Trung Quốc e sợ từ cái sự kiện mà ông chủ tịch quốc hội người thứ hai tới Đài Loan như vậy đó, thì nó làm cho cái khuynh hướng đòi tự trị độc lập càng gia tăng, và cái đó là cái điều mà Trung Quốc không hài lòng. Và như vậy là Trung Quốc họ sẽ phải có những hành động, và cái những hành động đó trong sau cái chuyến đi của bà Nancy Pelosi đó, thì rõ ràng đảo Đài Loan đã bị vây bởi những cuộc tập trận của Trung Quốc. Cái điều đó nó tạo nên những cái tác động về tâm lý không thuận lợi, nhất là sắp sửa bước qua cuộc bầu cử vào đầu năm 2024. Thì cái điều đó nó không lợi cho cái đảng đang cầm quyền là bà Đảng Dân Tiến. Chính vì vậy mà sự chọn lựa gặp ở tại Los trên ngay đất Mỹ nó làm sự tương đối, nó giảm cái tầm mức quan trọng đi. Thì cái đó là cái sự chọn lựa khôn khéo của bà Thái Anh Văn cũng như là của Đảng Dân Tiến à, thì theo tôi nhìn là nó như vậy, thưa anh Bách. Mình muốn nêu lên cái điểm này thêm một chút xíu nữa thưa anh, đó là khi mà ông Mã Anh Cửu hay là những cái người mà có khuynh hướng thân Trung Cộng đó, họ nói là mình phải hòa hoãn bởi vì mình không thể đánh lại Trung Cộng, tức là họ nói Đài Loan đánh không lại Trung Cộng mà đe dọa như vậy đưa tới cái sự chết chóc rồi sự phá sản hay là tan quan à, đó là cái lập luận. Bởi vì chúng ta biết là Đài Loan đó, từ năm 1949 tới giờ họ có chân trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nha, nhưng mà sau khi bang giao với Trung Cộng á thì bị loại đi, cũng là Mỹ anh nha, Mỹ loại Đài Loan ra. Rồi tới bây giờ đó thì Đài Loan gặp khó khăn, nhưng mà thực sự tuyên bố độc lập hay không độc lập thì chúng ta biết là 24 25 triệu dân của người Đài Loan từ trước tới giờ họ đóng góp cho thế giới, họ là thành viên của cộng đồng quốc tế, họ đóng góp rất là nhiều. Ví dụ như là cái chất bán dẫn bây giờ đó anh, là coi như Đài Loan là chiếm tới 60-70% sản xuất cái chất bán dẫn. Thì cái điều đó ai cũng biết, mình không nói chuyện đó, nhưng mà mình muốn nói là họ độc lập nhưng mà Trung Cộng mới là ngoan cố.
Thật sự là sao? Người ta đã sống ở trên cái cộng đồng quốc tế gần tới một nửa ở gần một thế kỷ rồi, mà anh bây giờ anh hung hăng anh nói là Đài Loan là của Trung Cộng thì cái điều đó quá ngang ngược, luật lệ quốc tế không cho phép như vậy. Ví dụ như con anh nó ra nó lập gia đình, nó có gia thế ở ngoài ngoài nó đầy đủ rồi, nó có đơn vị lâu rồi, nó không có tài sản của mày là tài sản của tao và làm vì mày con tao, thì cái chuyện đó cũng vô lý anh em. Bởi vì Đài Loan đó là thành viên của cộng đồng quốc tế có chân trong Liên Hiệp Quốc rồi, bây giờ đó nó nói không một quốc gia, cho nên Mỹ đó nhiều lúc cũng là phức tạp lắm, họ họ lập lờ trăng, tức là không xác định là một quốc gia có hai thể chế như là Đài Loan, họ nói chúng tôi vẫn tôn trọng nhưng mà anh không có là anh không có chiếm Đài Loan bằng vũ lực, anh chiếm hòa bình thì kệ, ok. À, thì cái điều chỗ này đó mình mới phân tích đó là những người mà muốn đi với Trung Cộng, muốn đi với độc tài mà đưa ra cái chiêu bài là chúng tôi hòa quản, chúng tôi không muốn chiến tranh, chúng tôi cần phải giải quyết để cho người dân Đài Loan được an bình để làm ăn, cái điều đó hoàn toàn sai. Và đây là cái sự liều lĩnh của quốc dân đảng nha, đây là liều lĩnh, Nhưng mà cái ông này là nhất thiết nhiều bầu lên việc, anh nghĩ sao? nhưng mà khi mà ông chủ tịch Quốc hội Đảng Cộng hòa đó, cuộc chiến tại Ukraine đó, ông cũng đã lên tiếng là mình không thể nào cấp cho Đài Loan cho Ukraine một cái check trắng không có đề gì hết. Điều đó có khuynh hướng là Hoa Kỳ sẽ cắt giảm viện trợ đối với Ukraine. Đây là điều mà Đài Loan họ cũng e ngại. Thành ra cái sự kiện mà cái ông này á mà tới tại Đài Loan trong cái tuyên bố của ông như vậy đó thì Đài Loan họ cũng happy. Thành ra cái chuyện ngăn chặn ông tới cũng là ngoài cái vấn đề an ninh, còn là vấn đề về lập trường về vấn đề Hoa Kỳ đối với Đài Loan cho anh. Cái chỗ này thì chúng tôi xin phản biện với anh Đặng Quốc Việt liền là chúng tôi không đồng ý với anh ở chỗ này. Thật sự mà nói đó, Đảng Cộng hòa là cái đảng gọi là diều hâu, mà Đảng Dân chủ là cái đảng gọi là bồ câu. Mà sở dĩ tại sao ông tuyên bố là ông không muốn giúp đỡ tiếp tục viện trợ cho Ukraine, đó là ông muốn lấy làm cái đám MAGA, lấy làm cái đám cử tri của cái người MAGA thôi. Trên thực tế đó anh biết là Cộng hòa là họ chủ trương có chiến tranh để bán vũ khí, họ chủ trương là diều hâu, cho nên ông nói là ông không cần viện trợ Ukraine, chỉ là một cái đoạn kỳ thôi. Mà nếu mà không viện trợ đó thì Cộng hòa là thường viện trợ, bây giờ chính Cộng hòa là cái người chủ trương hỗ trợ cho các Tà Việt, hỗ trợ cho các cái nền công nghệ kỹ nghệ về vũ khí mà, cho nên cái cách của ông Kevin McCarthy nói đó thì nó có hai cái vấn đề. Nếu mà căn cứ vào đó đó để đánh giá đó, thì không hẳn. Bởi vì ông Mitch McConnell là cái người lãnh tụ thiểu số của Đảng Cộng hòa ở Thượng viện, ông nói là ông sẽ viện trợ, Mỹ nên cứng rắn hơn nữa cần để viện trợ Ukraine, để mình phân tích cái chỗ này. Cho nên nếu căn cứ vào cái lời nói của những người MAGA đó thì không tin nổi. À, bây giờ mình trở lại cái chỗ mà đưa ra lập luận đó, thì cho những ai mà nuôi cái ảo tưởng cho rằng là mình muốn hòa hợp hòa giải, hay là đưa ra cái chiêu bài là chúng tôi về cộng tác để mà hòa hợp hòa giải, cái chiêu bài đó là không tưởng, chiêu bài đó còn ngây thơ dại dột khi anh không biết gì về những cái chế độ độc tài. Chế độ độc tài là còn ta đấu đấu nghịch với ta là kẻ thù của ta, chứ không có cho đấu đối thoại. Cho nên anh thấy là nói tới như vậy để mình hiểu rằng là những đưa ra chiêu bài như Mã Anh Cửu hay là Quốc dân đảng đó, thì chúng ta thấy họ đã phản bội lại với cái lý tưởng, với cái đề cương của Quốc dân đảng rồi. Anh thấy đủ chưa? Mình có thể bước qua lĩnh vực khác. Vâng, tôi nghĩ là ở đây tạm thời đủ phân tích về cái chuyến đi của Đông và Tây của hai nhân vật của Đài Loan. Thì tôi nghĩ là mình bước qua cái chuyện mà ngày 29 tháng 3 là Tổng thống Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Nguyễn Phú Trọng. Đây là một cái điều mà nó khá đặc biệt. Tại vì chúng ta thấy đó là trong cái năm 2022 đó, rất nhiều quan chức của những chuyến dự trù thăm một quan chức Hoa Kỳ tới Việt Nam đã hủy bỏ, kể cả các hàng không mẫu hạm theo năm dự trù gặp bến Đà Nẵng cũng hủy bỏ, và nó cái ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ phải nói trong một thời gian mà
cũng gần một năm nay đó, nó gần như đứng tại chỗ. Và cái sự kiện mà Tổng thống Joe Biden gọi điện đàm cùng với Nguyễn Phú Trọng đó, đó là một cái sự mà mở đầu cho một cái thay đổi về vấn, tức là mở cái sự đóng băng trong cái thời gian vừa qua. Thì không biết anh Bách thấy gì qua cuộc điện đàm này và cái gì biến ảnh thế nào trong cái gọi là nâng cấp ngoại giao của giữa Việt Trung ở Việt Mỹ như thế nào thưa anh? Anh cho rằng là Mỹ đã mở cửa để có thể về mặt ngoại giao. Chúng ta biết là có nó gặp khó khăn ở chỗ này. Anh và tôi đã nói là Việt Nam đã mời 6 lần Tổng thống Joe Biden ghé thăm Hà Nội. Nhưng mà ông không có từ chối, ông nói là ông sẽ thăm Hà Nội khi nào điều kiện cho phép thôi. Nhưng mà anh biết tháng 11 vừa qua đó, ông đã ghé qua Campuchia, rồi ghé qua Nam Dương để tham dự hội nghị G20 nhưng mà không ghé Hà Nội. Tại sao? Bởi vì cái khó khăn ở chỗ này là trước đó là Phó Tổng thống Hoa Kỳ là bà Kamala Harris hay là ông Lloyd Austin cũng đã đi ở đây, và bà Wendy Sherman tức là Thứ trưởng Ngoại giao cũng đến Hà Nội mấy lần đề nghị là nâng cấp chiến lược lên, tức là đối tác ngoại giao, đối tác với Việt Nam đó, đối tác chiến lược toàn diện, nhưng Việt Nam không chịu. Anh không? Cho nên mình phải nói chỗ bị đáp mô là Việt Nam khăng khăng là cứ viện lý do này, viện lý do kia, cho nên Tổng thống Joe Biden không đấy. Bây giờ thì sao? Bây giờ thì cũng mở ra một cái chiến dịch, cũng đi một cái đoàn khác, Mỹ họ đi bây giờ. Trước khi mà tới tới làm mà đại sứ ông Nepper đó, thì anh biết là ông nói là ông trong cái năm nay ông sẽ nâng cấp lên để mà chiến lược đối tác chiến lược toàn diện, nhưng mà vẫn không được. À rồi ông Kirk Campbell đó cũng là cái người mà thảo luận và nhiều nhân vật đi tới cũng chưa được. Thì anh biết là Việt Nam đó, ông Nguyễn Phú Trọng sau khi cái đại hội 20 của Tập Cận Bình đó, vào kéo dài từ ngày 16 tới 23, và sau đó ông Nguyễn Phú Trọng là tới ngày 29 chỉ sau 4 ngày thôi, cùng đi với ông Trạng con Võ Văn Thưởng, và coi như là tác động hay ca tụng về cái chính sách của ông Tập Cận Bình, thì đã làm cho Hoa Kỳ đã thấy khó chịu rồi. Anh thấy không? Họ khó chịu cho nên họ không có tới thăm. Mà bây giờ tại sao? Bây giờ tại sao có cuộc nói chuyện? Lẽ ra nói chuyện đó là từ tháng 11 rồi. Nói chuyện qua mà nhưng mà kéo dài cho tới tháng 3 là ngày 29 vừa qua mới nói chuyện. Là năm nay đó, năm 2023 là kỷ niệm 10 năm đối tác với đối tác toàn diện, chứ chưa có chiến lược đối tác toàn diện với Việt Nam. Kỷ niệm 10 năm phải làm một cái gì đó, cho nên mới mở màn trở lại là ông Nguyễn Phú Trọng có gọi cho ông Tổng thống Joe Biden với ông Nguyễn Phú Trọng nói chuyện. Nói cái điều gì anh em mình không biết, nhưng mà họ thảo luận về vấn đề là về chiến lược, về vấn đề thương mại, về vấn đề kinh tế, vấn đề nhân quyền và nhiều vấn đề mình chưa biết. Nhưng mà thưa anh, bà Wendy Sherman là thứ trưởng của Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cũng gặp ông Trần Kim Ngạc tại Washington DC vào ngày 29, 30 vào ngày 30 để thảo luận về vấn đề Việt Nam. Thì tất cả những cái sự kiện này, với bây giờ cái câu hỏi với anh đó là đánh dấu 10 năm để nâng cấp. Anh có nghĩ là Việt Nam đồng ý để nâng cấp chiến lược lên là đối tác chiến lược toàn diện hay không? Những nhà bình luận họ nói như thế này thì anh nghĩ sao? Họ nói là thực sự là khó. Bởi vì trong lúc Hoa Kỳ và Trung Cộng quá căng thẳng, mà nếu Việt Nam đưa đầu vào đi với đối tác chiến lược toàn diện đó, thì thằng Trung Cộng sẽ nóng và Trung Cộng sẽ chơi Việt Nam. Cho nên rất là khó. Và nhiều người đó cho rằng là đây là cái thời điểm mà hai bên cũng cần để mà đưa lên cái đối tác chiến lược toàn diện, bởi vì cái cuộc chiến Ukraine đó, người ta thấy rằng anh không thể đi hàng hai được, anh không thể đu dây được, mà anh phải có một cái lập trường trong cái bàn cờ của thế giới này, nó có rất là rõ ràng. Ngày trước đó, nó là chiến tranh lạnh, anh có thể đi đu dây được, nhưng mà bây giờ thì rất khó. Anh nghĩ sao về cái vấn đề lập luận của một số những cái chuyên gia lập luận như vậy, thưa anh? Vâng, thì tôi nghĩ là thực tế đó là cái mối quan hệ Việt Trung đó nó đã làm cho Việt Nam lệ thuộc rất nhiều vào
Trung Cộng, kể cả về kinh tế lẫn chính trị. Đó. Thì đó là cái điều mà chúng ta đã biết từ lâu nay. Và khi mà nâng cấp chiến lược toàn diện đó, chiến lược tại sao gọi là chiến lược, và tại sao nếu mà chỉ có toàn diện không thôi thì nó không thành vấn đề, và cái vấn đề đó nó đã sắp sửa 10 năm kỷ niệm. Thì nhưng mà cái tại sao chiến lược nó làm cản trở cái chuyện này, mà tại sao ngoài mà nó không đề, tại vì cái chiến lược toàn diện đó là nó bao gồm cả vấn đề quốc phòng và an ninh. Đây là cái điều mà Việt Nam muốn á, nhưng mà Trung Cộng không muốn. Cái lý do đó là Trung Cộng sợ là những cái ảnh hưởng, những hợp tác về quốc phòng và an ninh giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, nó sẽ là một cái cản trở đối với mộng làm chủ của Trung Quốc riêng ở tại vùng châu Á Thái Bình Dương nói riêng và cả thế giới nói chung. Với chính vì vậy mà tại sao Việt Nam không dám bước lên một bước nữa là chiến lược toàn diện. Thế nhưng cái cuộc mà gặp gỡ của Tập Cận Bình, của Nguyễn Phú Trọng tới Tập Cận Bình, nó cũng là một cái điều giải tỏa bớt cái sự lo lắng của Tập Cận Bình đối với sự liên hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Thì cái điều này cũng có thể giúp cho cái chuyện nâng cấp lên chiến lược toàn diện nó đạt được trong cái thời gian sắp tới, với một điều kiện Việt Nam muốn Hoa Kỳ mời Nguyễn Phú Trọng thăm Hoa Kỳ. Và dĩ nhiên ông Nguyễn Phú Trọng là không phải là cái người mà ký kết cái hiệp ước nâng cấp lên chiến lược toàn diện, mà là Võ Văn Thưởng. Thì sau cái chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng thì có thể Võ Văn Thưởng với tư cách chủ tịch nhà nước sẽ tới, và khi đó người ta nghĩ rằng Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ nâng cấp lên cấp chiến lược toàn diện. Tại vì thật sự là Việt Nam cũng rất cần cái vai trò của Hoa Kỳ ở đây. Thế nhưng mà vì cái chúng ta đã thấy bây giờ chỉ cần đóng cửa khẩu thì hàng hóa của nông sản của Việt Nam coi như là thối hết. Cái điều đó đã xảy ra, chúng ta thấy vào cái vụ mà Covid-19 năm 2022 đó, là hàng ngàn cái xe tải Việt Nam nằm chết ở tại cái biên giới, bởi vì Trung Cộng lấy lý do là Covid đã không cho vô nhập khẩu. Thì cái điều đó rõ ràng. Thế nhưng mà trong cái cán cân thương mại đó thì hiện giờ Việt Nam với Hoa Kỳ nó có một cái cán cân thương mại quan trọng. Việt Nam Hoa Kỳ là cái quốc gia hàng đầu trong vấn đề thương mại giữa Việt Nam. Giữa Việt Nam và Trung Quốc nó chỉ đạt hơn 175 tỷ trong năm 2022. Nhưng Việt Nam đối với thị trường Hoa Kỳ là thị trường số 1. Cái điều nữa chúng ta thấy là Hoa Kỳ họ biết là Việt Nam e ngại cái chuyện mà Trung Quốc lock, không hỗ trợ hoặc lock lại cái vấn đề kinh tế Việt Nam thì Việt Nam sẽ khốn khổ. Chúng ta thấy một cái phái đoàn doanh nghiệp của lớn nhất của Hoa Kỳ đã tới Việt Nam. Cái này nó là một cái dấu hiệu mà trước đây chúng ta đã thấy một số nhà phân tích đã phân tích là Việt Nam e ngại nâng cấp chiến lược toàn diện đối với Hoa Kỳ là bởi vì vấn đề kinh tế với Trung Quốc. Và bây giờ nếu mà Việt Nam thoát ra khỏi cái sự kiềm tỏa của kinh tế Trung Quốc thì Việt Nam sẽ dễ dàng hơn trong vấn đề mà nâng cấp với Hoa Kỳ. Và cái giải pháp mà Hoa Kỳ chọn lựa bây giờ là các đầu tư vào Việt Nam nâng cấp, giải quyết cái vấn đề khó khăn của kinh tế Việt Nam để Việt Nam có thể thoải mái hơn. Thì đó là cái mà theo tôi nghĩ là một cái giải pháp mà tại sao phái đoàn của doanh nghiệp Mỹ rất lớn tới Việt Nam trước khi mà Tổng thống Joe Biden có cuộc điện đàm đối với Nguyễn Phú Trọng. Và nhớ rằng từ trước đến nay Hoa Kỳ chỉ tiếp những nguyên thủ quốc gia chứ không phải tiếp nguyên thủ của một đảng. Nhưng mà Hoa Kỳ đã phá lệ từ thời Obama cho đến giờ nào là phá lệ cái chuyện này. Thì đây là cái điều làm cho Việt Nam an tâm hơn trong cái gọi là
diễn biến hòa bình, sợ rằng Hoa Kỳ Reagan Hoa Kỳ sẽ mất đảng, thì đó là cái điều mà suy nghĩ của tôi, thưa anh. Dạ vâng, à, chúng tôi cũng xin đính chính là hồi nãy chúng tôi nói là Thứ trưởng Ngoại giao của Việt Nam đó là Trần Kim Ngạc, không đúng, Hà Kim Ngạc. À, chứng minh. Ông này là Thứ trưởng, để nói cho chính xác. Thì thưa anh Đặng Quốc Việt, qua cái sự kiện mà anh trình bày nó như là con thoi vậy đó. Anh biết đó, là ngày 28 tháng 3 đó thì ông Nguyễn Phú Trọng tiếp ông Bí Thư, tức là ông Vương Ninh, Bí Thư của tỉnh Vân Nam. Và không những ông Lý Trâm mà ông Phạm Minh Chính cũng có tiếp xúc ông nữa. Và ngày 29 tháng 3 thì ông Bùi Thanh Sơn đó, điện đàm với ông Trần Cương, tức là Ngoại trưởng của Trung Cộng. Ông Trần Quang đó, thì Phó Thủ tướng đó, thì là tiếp ông Mark Knapper, tức là đại sứ của Mỹ tại Hà Nội. Cho nên nó có cái sự qua lại và hai bên tìm ảnh hưởng. Chúng tôi ví dụ như là Việt Nam giống như là một cô gái mà hai anh chàng là Trung Cộng và Mỹ muốn tìm cách kéo về cái chiến lược. Nhưng mà theo một cái nhà hình như ông Trần Hồng Hiệp thì phải, ông có đánh giá là nếu Việt Nam mà không có thì Mỹ có thể bỏ, Mỹ đi qua còn bên Phi Luật Tăng và đi tìm quốc gia khác. Tức là đầu tiên là anh dùng đủ cách để anh vận dụng, mà nếu không được á, thì họ sẽ buông. Và anh thấy là anh vừa nhắc tới một phái đoàn hùng hậu trên 50 đại công ty của Mỹ đi đến Việt Nam là cái điều gì? Họ đưa cho anh thấy là anh cần chơi sân chơi, chúng tôi kinh tế chúng tôi sẵn sàng họ hỗ trợ. Và cái điều này đó làm cho Việt Nam cũng phải quan tâm vấn đề. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, thưa anh, Nhật sẽ đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái vấn đề Á Châu Thái Bình Dương. Mà Nhật á, trước khi mà đi tới Ukraine như anh em mình nói đó, ông có qua ở Ấn Độ gặp ông Modi, tức là thủ tướng của Ấn Độ. Và trong cái đó ông sẽ đưa ra một cái kế hoạch mới về vấn đề Ấn Độ Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trong đó ông nói là sẽ bỏ ra 75 tỷ đô la để mà có thể hỗ trợ cho các quốc gia ở đây. Điều đó chứng tỏ là chống lại một vành đai, một con đường của Trung Cộng, thì Nhật Bản cũng có những kế hoạch. Và bây giờ đó Việt Nam tốt nhất là chọn những cái hướng đi, bây giờ chọn với Nhật Bản hay là chọn của Nam Hàn, bởi vì Nam Hàn và Nhật Bản trong tương lai và Đài Loan sẽ là một cái NATO bỏ túi tại Đông Nam Á đó, kể cả Úc luôn nữa, và trong cái thế AUKUS kết cũng như là tứ giác kim cương, nó có những cái chiến dịch, nó có những cái chiến lược mà nó bao vây Trung Cộng. Thì cái điều tất cả anh thấy mới ở đây ngày hôm qua thì Anh Quốc tuyên bố là sẽ gia nhập vào CPTPP, tức là cái hiệp ước TPP mà trước đây nữa, vào năm 2016 ông Trump khi năm 17 ông bước vào và Bạch Ốc thì ông bỏ cái đó đi. Nhưng mà đây là một cái chiến lược cô lập về kinh tế để nêu lên cái điểm này, để chúng ta thấy là cái bàn cờ của thế giới nó đang thay đổi rất là nhanh, và Việt Nam cần phải ứng phó hay là cần phải nhầm lẹ để mà nắm bắt cái tình hình. Thì như anh nói không sai là ông Nguyễn Phú Trọng muốn đi Mỹ vào tháng 7 này, và hình như tháng 11 hay cuối năm nay, chúng tôi không nhớ cái tháng nào, nhưng mà có cái hội nghị APEC là các nước ở Đông Nam Á tại ở San Francisco, thì chắc là người đi tham dự là ông Phạm Minh Chính, tức là thủ tướng của nước. Bây giờ thì xin anh khép lại chương trình, anh có thể tổng kết lại sự trình bày của mình gửi đến quý khán giả của chúng ta. Vâng, thì qua những cái bối cảnh hiện giờ của cái tình hình thế giới đó, chúng ta thấy tất cả những cái sự tương quan các quốc gia nó là một sự đan chéo vào nhau. Và quốc gia nào biết chọn lựa cái hướng đi cho mình thì sẽ là cái cơ hội để phát triển. Còn nếu mà không biết chọn lựa trong cái bối cảnh thế giới càng ngày càng phân cực như thế này đó, thì dễ dàng xa vào cái con đường làm cho đất nước không không phát triển được. Thì các quốc gia trên thế giới họ nhìn Hoa Kỳ là cái quốc gia tạo cái điều kiện phát triển thuận lợi nhất. Cái điều đó đã được chứng minh qua các quốc gia Đông Âu, rồi các quốc gia mà sau khi thoát khỏi cái chế độ thực dân và gần với Hoa Kỳ thì họ đều phát triển cả. Thì cái đó là cái điều mà rõ ràng. Nhưng mà những quốc gia mà độc tài như Nga, Trung Quốc thì họ có thể giúp cho phát triển, nhưng mà họ lại là cái quốc gia mà
nắm lại tất cả những cái phần chính về kỹ thuật, và đặc biệt là họ luôn luôn điều khiển các quốc gia đó qua cái việc, chẳng hạn như Trung Quốc khi mà tham gia giúp các quốc gia thì họ đưa người của họ tới để mà thực hiện, chứ không phải là sử dụng cái nhân lực của cái quốc gia đó. Thì rõ ràng cái điều đó chỉ có lợi cho cái Trung Quốc chứ không phải là cho cái quốc gia được đầu tư. Và cái bẫy nợ, tức là cái tiền lời của Trung Quốc nó cao hơn bất cứ cái tiền lời nào của ngân hàng thế giới. Thành ra vì vậy mà người ta bảo rằng khi mà lấy tiền Trung Quốc rồi, cái phần lời nó từ 3 chấm trở lên thay vì 1 chấm như ở ngân hàng thế giới, thì chúng ta thấy cái nợ để trả cái nợ đó không thôi, chứ phần lời đó không thôi cũng đủ để làm cho đất nước bị kiệt quệ rồi, thưa anh. Dạ vâng, à, trước khi mà khép lại chương trình này thì chúng tôi cũng xin nhắc một vài tin. Ví dụ như ông Kurt Campbell. Kurt Campbell là một điều hợp viên của Hội đồng An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ. Ông có tuyên bố là trong những thời gian tới đó sẽ có cuộc gặp nói chuyện thông qua trực tuyến giữa Tổng thống Joe Biden và ông Tập Cận Bình, bởi vì họ không muốn cái tình trạng căng thẳng và có cái đường dây nóng đó vẫn duy trì. Đó là điểm mà chúng ta nêu lên. Chúng ta cũng biết là Trung Quốc đưa ra cái chiến dịch là một cái chính sách là 12 điểm để tạo hòa bình ở Nga và Ukraine. Thì Tổng thống Zelensky đó cũng hay lắm, ông cũng chơi cái nước cờ gọi là cao. Khi mà Tập Cận Bình đi tới Nga vào từ ngày 20 tới ngày 23 đó, thì Thủ tướng Nhật có ghé thăm ở Kiev, tức là ở Ukraine. Thì ngày hôm nay đó, ông Zelensky cách mấy mấy ngày thì ông nói ông sẵn sàng mời ông Tập Cận Bình tới thăm Kiev. Bởi vì sao? Anh muốn làm trung gian, anh muốn đóng một vai trò hòa giải giữa Nga và Ukraine. Tại sao anh đi Nga mà anh không đi Ukraine? Anh đưa ra 12 điểm, anh nói là muốn hòa bình, trung cảm muốn đóng vai trò hòa bình, mà sao anh tới không thăm quốc gia tôi? Mà anh muốn đưa ra 12 điểm, anh phải tới anh qua cái thảm trạng của đất nước của chúng tôi rồi anh mới đưa ra cái quyết định chứ. À, đây là cái cờ mà đưa ra làm Tập Cận Bình chớ giới là bây giờ mình có nên đi hay không đi cũng chưa biết được. Tất cả những cái sự kiện này cho thấy là cái bàn cờ của thế giới nó dồn dập thay đổi, cho nên chúng tôi hy vọng rằng những người ở trong nước quan tâm tới tình hình thì cũng tìm cách nào đó để mình lên tiếng, bởi vì nó thay đổi quá nhanh không ai ngờ. Và chúng tôi xin phép được khép lại chương trình ở đây. Chúng tôi và anh Đặng Quốc Việt xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật là bình an bên gia đình và người thân. Xin kính chào và hẹn với quý vị lần tới. Xin chào anh Đặng Quốc Việt. Vâng, kính chào anh Hà Bách và kính chào tất cả quý vị đã và đang theo dõi chương trình ngày hôm nay.